Là Phạm Hải Dương, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chị, xin chào khán giả. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. À cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, em không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng rồi. Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không gái gú và không hút thuốc. Có thích con gái không? Dạ, có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng. Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng có thể bữa. Tình trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết. Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn đi xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không? Em không biết sao em ớn chị thiệt là không biết sao luôn, không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em cán chọn quá, em thấy em đâu cán chọn gì đâu. Thì tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo đó thôi chị. Chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình, cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ sơ mà không ai xin số điện thoại, không ai rủ đi chơi gì hết. Dạ. Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho tao không hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không mà. Nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế nào? Người ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà, thấy người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện vui mà có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với con trai không? Em nói chuyện bừa. Đó, em nói chuyện bữa quá, nhiều khi mình chưa quen biết, chưa gặp mặt mà em bữa quá người ta sợ người ta chạy. Không, quen rồi mới bữa được chứ chị, không quen sao em bữa. Quen người ta đâu có chưa xin số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là. Cái em bữa là bữa thì sao? Nhưng còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn còn, kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Phải đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Phải diễn. Còn khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình. Đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng. Để tôi hướng dẫn cho. Rồi, bạn trai có mấy mối tình rồi em? Dạ em thì có 3 mối tình, 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Mối tình đó em kéo dài bao lâu? Dạ em kéo dài 1 năm. Quen năm, bỏ nhau năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không? Dạ. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình, cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó nói chung chung dạ, quá. Thì là phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. Dạ là đừng có ăn chơi quá hay là gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh? Ở mức nào thì được? Mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng đi chơi. Đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi bar ví dụ vậy. Nếu mà tổng thể đi bar thì sao? Không đi bar thì không sao, lâu lâu mình đi cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Anh có thích đi bar không? Anh thì ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi náo nhiệt lắm, anh những thích những nơi mà nhạc nhẹ nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi. Những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Mất tiền quá hay sao anh? Đi không để đi Vũng Tàu, thì đi anh, máy bay. Anh thường anh đi, anh có kế hoạch hết rồi. Anh có kế hoạch anh lên lịch trình cho năm sau. Thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? Thì chắc cao trên khoảng 1m65.
bề ngoài vừa nhìn không mập, không tròn, không ốm, không cần sáu múi luôn. Về tính cách thì em chưa xác định, nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là độc tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao, ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu, mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng là bảo thủ phải như thế này, phải như thế kia. Ý anh nói là anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết. Anh đã quyết rồi, tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết. Đúng không? Ví dụ vậy, không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai, còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em mập hơi gì? Mập tí cho nên em mập chắc anh ốm à. Trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời dạ thì ơi. Em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? À, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì nhìn sao có những người bạn gái trước của anh á? Chưa, chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự á. Thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập dạ, thể thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em dự tính là năm 2019. Dạ, thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để dạ. mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Tốt chứ có gì đâu, đàn ông gì là tốt. Tốt dạ. đó. Ừ. Đã đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Dạ, dạ. Khơi sao đi. Rồi, mình đang ở với ai? Có phải làm dâu không em? Dạ, em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi. Nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây thôi, giờ mẹ em với mẹ thôi. Dạ, thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường ta sợ rồi. Không sợ dạ. mẹ chồng như ta sợ em gái đó. Em gái em bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ. Hả? Dạ. Mỗi hỏi nhiều quá hả? Là mai dạ. làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em biết dọn dẹp. Em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Thì em từ biết phụ cái mình cắt rau. Không cái đó vậy được em ơi. Cái đó mình học chỉ. Được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà. Anh em không biết nêm. Em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Thôi rồi. Dạ cho anh. Dễ thương nha. Dạ. Cái nhỏ nè. Không dễ thương thiệt. Dạ, nghe thiệt chú mấy nha. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó, giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh. Phải có ghen ít nhiều thôi chứ. Đúng là ghen là bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà, thì chắc không hả? Ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng cái ép ôm ít gặp em dính rồi xong. Không em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ rồi. Hỏi liền tại đó luôn hả? Quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh lại em? Là bất người ta quýnh bất chợt không phải sao, không kiểu là bị ăn quýnh hết chị. Trời người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Ừ. Không biết sao. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Dạ, dạ. Được á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với chị gái, một bạn thân với lại hai người chị ở công ty. Rồi. Chị ruột á em hả? Dạ vâng chị ruột ạ. À. Dạ chị ruột. Trời ơi chị ruột, trời thon thả quá. Dạ em chào hai MC ạ, à, với lại à, các bạn khán giả ở đây ạ. À. Chào chị. Về bạn nam á thì chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể. Mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là bạn hơi hiền chứ đâu có gia trưởng đâu. Cái này về sợ vợ lắm á. Bé Trang nhà chị thì nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi lấn lướt nhưng mà sống rất là chân thành ha. Yeah. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yeah. Ok. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ. Rồi, trai đi. À, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em xin đại diện anh Linh, anh Dương xin nói gửi như thế này. À Dương, mày phải bấm nút
Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát, có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu. Ok chưa? Rồi. Rồi. Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc và rất là dễ thương. Dương nghiêm khắc và Dương vừa dễ thương. Nên em hãy nên bấm nút chọn Dương nhé. Như anh cho em một ví dụ về tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không? Là khi anh ấy làm việc, khi anh ấy làm một cái việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch 1 hoặc 2 ngày. Và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ. Thì anh thấy đức tính đó rất là tốt. Dạ. Và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết định. Kéo màn lên. Nào. Mời hai bạn. Dạ, trời. Dạ, em cũng có món quà anh gửi anh. Dạ, anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với lại em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? Anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời mẹ nhiều hơn. Không, cũng anh có bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? Có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn được chứ. Em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em. Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn nè. Lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? Cũng khoảng 70%. Bây giờ hai bạn nhìn nhau. Chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi. Chân thật nhất, không cần hoa mỹ để chúng ta quyết định. Bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên. Thì còn cái phận thì do con người sắp xếp. Thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ. Em cũng sẽ giống anh. Đến đây có duyên ha. Hy vọng có phận luôn. Hai đứa ở nắm tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy. Một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy, cũng là người chững chạc. Hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tặng quà của nhau. Em tên là Bùi Quý Khang. Năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng. Em vào Sài Gòn được 1 năm rưỡi rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền ạ. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi, sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại
đi xuống rồi xong lại quên cái mắt kiến tại em bị cặn á chị. Trời ơi, quên mà không có mắt kiến là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục đó chị. Vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy, em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Khuyết điểm thì là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Bọn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ anh chào. Ôi, chào anh gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình, cái mối tình mình hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây em. Giờ phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi. Được rồi. Bây giờ tiếp mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được. Mà chắc chắn em hứa. Nói đi. Thế mà khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thầy? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chị ạ. Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. Hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Dạ, nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cạch mặt, có cô là không có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được rồi. Thôi em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu, rất có hậu nha. Rồi dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ em thấy bạn nam bên đây á
Cũng được, cũng chân thành. Nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục hả em ha? Vậy thôi hả? Cảm có hỏi, muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á, thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc. Em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khôn không? Em còn hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Cho anh gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thế chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành. Mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Hai. Anh có cái sách này anh. Anh có bánh bông hoa tặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy tiên, em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Chị tiếp phụ nữ trước, em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy, mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần, nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây, anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương ạ? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thương ngây chưa vương sầu lây. Không sao hả thầy? Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận. Nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm. Và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. 7-8 giờ là... cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ con cái thì em mấy cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi. Bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, anh nếu sẽ dài bỏ. Gì mà nói não cái già. Bây giờ thôi. Mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Cái lời em muốn nói là cũng là cái tựa đề cho cuốn sách à. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đối với em. Gần hơn hả? Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy.